Mới đây tại Hà Nội, chương trình khuyến mại tập trung năm 2023 và sự kiện Ngày hội khuyến mại hàng tiêu dùng và nông sản đã được khai mạc. Phát biểu tại lễ khai mạc, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương ông Vũ Bá Phú cho biết, chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội và sự kiện Ngày hội khuyến mại hàng tiêu dùng và nông sản năm 2023 với nhiều hoạt động khuyến mại hấp dẫn, thiết thực với giá trị khuyến mại lên đến 100% sẽ là đòn bẩy hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, giúp các doanh nghiệp khôi phục, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế của cả nước. Năm nay đã có khoảng 20.000 công bố khuyến mại của hơn 3.000 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, xây dựng tham gia vào chương trình. Hàng nghìn điểm bán hàng sẽ triển khai nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn, giảm giá tới 100% trong thời gian thực hiện với tổng giá trị khuyến mại lên tới 25.000 tỷ đồng. Hàng loạt các sự kiện mới và nổi bật cũng đã được tổ chức như sự kiện Ngày hội khuyến mại hàng tiêu dùng và nông sản, sự kiện Ngày hội khuyến mại điện tử công nghệ, sự kiện Hà Nội đêm không ngủ, Hà Nội Midnight Sale, sự kiện Ngày hội khuyến mại thời trang và làm đẹp, sự kiện Ngày không dùng tiền mặt năm 2023.